Chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn đặt cọc và phạt cọc hoàn thiện về mặt pháp lý. Thưa quý vị và các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay trong một cái tâm tình muốn nói đến quý vị và các bạn. Hiện tại thì trong cái xã hội hiện tại thì nó có những sự vàng thao lẫn lộn. Thì mình cũng phải tự bảo vệ mình trong một cái việc khi ký kết hợp đồng pháp lý. Ý của luật sư trong cái vai trò này là khi chúng ta nhận chuyển nhượng, khi chúng ta mua một căn nhà thì chúng ta phải tính đến bài toán pháp lý. Và sau khi hoàn tất về bài toán pháp lý thì chúng ta sẽ đi đến cái việc cọc. Nếu trong trường hợp hợp đồng đặt cọc đó đã hoàn thiện về mặt pháp lý thì chúng ta sẽ được chấp nhận phạt cọc thôi. Thưa quý vị và các bạn, để mà dễ dàng theo dõi cái câu chuyện đặt cọc và phạt cọc thì tôi xin đưa cho quý vị và các bạn một cái ví dụ. Ví dụ hôm nay đó là một cái hợp đồng đặt cọc. Hợp đồng đặt cọc này đã được xác lập ở phòng công chứng. Điều kiện đưa ra rằng là các bên đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì cái ý chí của hai bên, các bạn ạ, ý chí của hai bên là sẽ hứa chuyển nhượng quyền sử dụng đất, một phần quyền sử dụng đất trong tương lai. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn ha. Tổng diện tích là 1.000 m². Tuy nhiên, cái ý chí mà hai bên xác lập hợp đồng là họ chỉ chuyển nhượng có 400 m² mà thôi. Và ý chí hai bên như thế nào các bạn ạ? Ý chí hai bên là như thế này: tách thửa quyền sử dụng đất, các bạn ạ. Nếu trong trường hợp tách thửa quyền sử dụng đất nhưng từ chối việc tiếp tục thực hiện hợp đồng thì phải hoàn trả số tiền bao nhiêu đó và bồi thường gấp đôi số tiền, tổng cộng là bao nhiêu đó. Trong cái ví dụ này thì tôi đưa cho quý vị và các bạn phân tích hai trường hợp. Thứ nhất đó là hoàn thiện về mặt pháp lý. Thứ hai là hợp đồng đã được phòng công chứng xác lập. Tài sản này được hình thành trong tương lai nếu trong trường hợp cái điều kiện nó xảy ra. Trở lại vấn đề thứ nhất, cái giao dịch của hợp đồng đặt cọc này có phù hợp với quy định của pháp luật hay không? Thưa quý vị và các bạn thì chúng ta biết rồi, bất cứ một cái giao dịch dân sự nó phải phù hợp với quy định của pháp luật. Thì đó là một cái tiêu chí mà chúng ta xét khi chúng ta đến tòa. Cái hợp đồng đặt cọc này về mặt chủ thể, hai bên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Năng lực hành vi dân sự là gì? Năng lực hành vi dân sự là cái bên chuyển nhượng, cái bên đặt cọc, ý chí của họ tự nguyện cam kết xác lập cái hợp đồng này và họ đủ cái tuổi chịu trách nhiệm. Thì thực tế là đến phòng công chứng thì xác lập hợp đồng đặt cọc thì các bạn biết rồi, phòng công chứng cũng phải hỏi rằng là đã đọc và đồng ý, cho nên về mặt chủ thể đồng ý các bạn. Về mặt đối tượng thì các bạn biết không, cái đối tượng tham giao dịch là một phần quyền sử dụng đất. Cái quyền sử dụng đất, đất này đó các bạn, đất này đã có sổ đây. Đây, đất này đã có sổ rồi. Đã có sổ. Tại thời điểm đó được phép giao dịch trên cái thị trường. Và đất này không bị cầm cố thế chấp cho nên giao dịch thôi các bạn ạ. Và một cái điều quan trọng nhất là theo quy định của pháp luật thì cái hợp đồng
liên quan tới bất động sản thì bắt buộc phải ra phòng công chứng. Hai bên đây, hai bên đã ra phòng công chứng và đã xác lập, các bạn ha, xác lập cái hợp đồng tại phòng công chứng. Các bạn thấy không? Đây là việc tài sản đã ký hợp đồng đặt cọc. Và ký hợp đồng đặt cọc này thì có công chứng viên xác lập. Vậy thì các bạn hỏi với tôi rằng cái điều kiện của một cái giao dịch dân sự này đủ không? Tôi sẽ nói với quý vị và các bạn, cái giao dịch dân sự này đủ điều kiện. Đủ điều kiện để mà một cái hợp đồng phát sinh hiệu lực. Lý do tại sao hôm nay tôi sẽ đưa ra cái chuyện đặt cọc và phạt cọc. Thực tế thì trong cái quá trình hành nghề tôi nhận thấy rất là nhiều trường hợp các bạn ạ. Vì thiếu một cái trong các cái điều kiện để hợp đồng cái giao dịch dân sự, cho nên dẫn đến cái hợp đồng vô hiệu. Tôi đang đảm bảo cái điều kiện cho cái người mua. Các bạn biết không, khi chúng ta giao dịch an toàn thì chúng ta sẽ bảo toàn cái số tiền vốn. Chúng ta không thể nói một cái câu rằng là sẽ như thế nào khi mà thật ra xuống tiền 3 năm, 5 năm rồi cuối cùng hợp đồng vô hiệu, các bên hoàn trả lại cho nhau được. Hôm qua tôi đọc bài báo nói gì các bạn? Bài báo nói về việc đặt cọc qua online của cái việc mua bán cái sân bay Phan Thiết. Thì các chuyên gia nói rằng chúng ta nên, khi chúng ta đặt cọc thì chúng ta phải đảm bảo về cái vốn của chúng ta. Chúng ta không thể mất vốn được. Và đó là một cái sự công bằng chung. Thật ra tôi không phải là dân lướt sóng, mà thậm chí tôi có lướt sóng đi chăng nữa thì tôi cũng phải đảm bảo cái số tiền của tôi không bị mất chứ. Các bạn thấy không? Đảm bảo cái gốc của việc đặt cọc, sau đó mới tính đến cái bài toán lãi suất. Rồi, như vậy thì chúng ta tạm thời qua một cái câu chuyện là một cái giao dịch dân sự là hợp đồng đặt cọc phù hợp, đủ điều kiện để một cái giao dịch dân sự phát sinh, gồm có chủ thể, chủ đối tượng hợp đồng hoàn thiện về mặt hình thức đối với đất động sản. Tôi đi qua vấn đề thứ hai, đó là hợp đồng hứa, thỏa thuận sẽ như thế nào nếu trong trường hợp hoàn tất về cái điều kiện này. Các bạn biết không, hai bên trong cái hợp đồng của tôi đưa ra đó là phải tách thửa. Và khi tách thửa mà được cái cơ quan nhà nước có đặc quyền chấp nhận thì các bên sẽ tiếp tục thực hiện cái hợp đồng chuyển nhượng. Tuy nhiên trong trường hợp này các bạn biết không, đã có một cái công văn tách thửa rồi. Đây là một cái bản vẽ của hợp đồng tách thửa các bạn ạ. Và đây là một cái công văn, cái công văn ngày cũng cùng năm luôn. Thì hợp đồng đặt cọc ngày 8 tháng 1 thì cái công văn là ngày 25 tháng 7, tức là 7 tháng sau cái công văn này đã được cho phép tách thửa, tách một phần các bạn ạ. Tách một phần, ví dụ như trong 1.000 thì tách 400 ra và đã được chấp nhận. Căn cứ vào cái quyết định gì đó các bạn ha, thì trường hợp tách thửa là được Ủy ban Nhân dân chấp nhận việc xin tách thửa của bà đối với thửa đất trên. Nhưng mà khi có công văn tách thửa rồi, người ta không tiếp tục thực hiện hợp đồng, thì theo các bạn thì cái việc phạt cọc này có xảy ra được hay không? Trở lại vấn đề, khi hai bên xác lập cái hợp đồng ngày 8 tháng 1 họ nói gì? Họ nói rằng là bên A đồng ý chuyển cho bên B một phần
số tờ, số thửa, diện tích tờ bản đồ các bạn ạ, với cái giá bao nhiêu đó các bạn ha. Và nếu việc chuyển nhượng thực hiện thì số tiền đặt cọc sẽ được xem là số tiền thanh toán đợt 1 và tiếp tục giao nhận số tiền đợt 2. Nếu trong trường hợp các bạn ha, nếu trong trường hợp thực hiện xong cái việc tách thửa mà các bên không tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có điều khoản đặt cọc. Thực ra cái điều khoản đặt cọc này phòng công chứng lấy từ hợp đồng đặt cọc của một cái hợp đồng đặt cọc theo bộ luật dân sự thôi. Nếu anh không tiếp tục thực hiện hợp đồng thì anh mất cọc, nếu anh không có bán nữa thì anh phải hoàn trả số tiền đặt cọc và phạt gấp đôi số tiền đặt cọc các bạn ạ. Điều kiện hợp đồng về mặt chủ thể, về mặt hình thức, về mặt điều kiện thì tôi cho rằng là việc đặt cọc và việc phạt cọc là có thể xảy ra trong trường hợp này. Thưa quý vị và các bạn, tôi vẫn muốn tư vấn chuyên sâu vào bất kỳ một cái hợp đồng đặt cọc. Và lời khuyên pháp lý của tôi trong trường hợp này rằng nếu trong trường hợp các bạn đi đầu tư về bất động sản thì các bạn phải nhớ cho tôi cái yếu tố pháp lý. Hợp đồng đó đã có hoàn thiện về mặt pháp luật hay chưa? Hợp đồng đó, cái đối tượng này có được tham gia giao dịch hay không? Và khi chúng ta đảm bảo về mặt pháp lý hợp đồng này được chuyển nhượng thì khi chúng ta xác lập những cái cam kết thì chúng ta sẽ được phạt cọc các bạn ha. Thực ra đó là một cái điều kiện pháp lý mà chúng ta cần phải thừa nhận. Tôi không lướt sóng, tôi mua bán đàng hoàng và thế là cái chương trình mua bán bất động sản an toàn của tôi đã được thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe cái câu chuyện phân tích về việc đặt cọc và phạt cọc trong trường hợp cụ thể của luật sư Thu Đoàn trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị ân nhân, các bạn đã quan tâm, các bạn đã gửi comment, các bạn đã có những lời khen ngợi đến tôi trong suốt thời gian qua. Dĩ nhiên thì cũng có những cái phản hồi tiêu cực là dài dòng văn tự gì đó. Tuy nhiên thì các bạn ạ, cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh. Tôi có thể đưa những cái kiến thức hàn lâm, cũng có thể đưa những cái kiến thức rất là cơ bản cho từng cái đối tượng, không thể nào perfect 100% được. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chào tạm biệt.